Sáng 13 tháng 4, Hoàng Oanh cho biết đang làm thủ tục ly dị sau gần 3 năm kết hôn. Cô viết tôi đã cố hết sức mình để giờ có thể bước tiếp. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc bình an cho Hoàng Oanh và con trai bé Max. Một ngày trước, Jacko cũng cho biết trên trang cá nhân, tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc, tin đồn ly hôn là sự thật, chúng tôi sẽ cố gắng để nuôi dạy con trai luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Trên trang cá nhân, Jacko vẫn đang khoảnh khắc hội ngộ Hoàng Oanh, chơi đùa cùng con trai khi sang Việt Nam làm thủ tục ly hôn gần đây. Trước khi tan vỡ, vợ chồng Hoàng Oanh được nhiều khán giả xem là cặp đôi đẹp trong showbiz. Họ gặp nhau năm 2017, vài tháng sau khi người đẹp chia tay bạn trai cũ, diễn viên Huỳnh Anh. Jacko chủ động theo đuổi nhưng gần một năm sau, Hoàng Anh mới nhận lời yêu. Giai đoạn hẹn hò, Hoàng Anh nhiều lần muốn bỏ cuộc vì cả hai cách xa nhau, người ở Singapore, kẻ ở Việt Nam, vài tuần mới gặp một lần. Sự chân thành của Jacko chinh phục cô. Với Hoàng Anh, lúc đó Jack là chàng trai sống tự lập, tình cảm, quý mến gia đình bạn gái. Anh hay thường đòi tôi đưa về nhà để ăn cơm mẹ tôi nấu. Điều đó làm tôi tin tưởng và muốn gắn bó, Hoàng Anh từng nói. Tin đúng người, đúng thời điểm, cô quyết định kết hôn cuối năm 2019. Ngày thành hôn, Hoàng Anh một mình chuẩn bị đám cưới vì Jack chưa am hiểu văn hóa địa phương. Những khác biệt về nếp sống khiến họ phải bàn bạc, tranh luận nhiều lần. Chẳng hạn Jack không đồng ý việc mời cả trăm khách vì đám cưới nước ngoài thường khá đơn giản. Hoàng Anh phải giải thích người Việt trọng tình nghĩa, bố mẹ cô nhiều bạn bè, nếu mời ít sẽ thất lễ. Sau khi cưới nhau, vì công việc bận rộn, họ cũng không kịp tận hưởng tuần trăng mật. Cả hai tiếp tục sống xa nhau, Jack làm việc ở Singapore và bay về Việt Nam vào cuối tuần để thăm vợ. Giai đoạn bùng dịch năm 2020 là dấu mốc nhiều thử thách với hôn nhân của Hoàng Oanh. Những tháng mang bầu, chuẩn bị làm mẹ, á hậu không có chồng kề vai sát cánh khi anh kẹt ở Singapore nhiều tháng. Cô chịu cảnh sinh non vì thai nhi rơi đầu sớm. Trong phòng sinh, khi đứa bé chào đời, Hoàng Oanh nhờ em gái gọi video call cho chồng để anh thấy mặt con. Đôi vợ chồng khi ấy động viên nhau, chờ các chuyến bay quốc tế mở lại để con trai được gặp bố. Vài tháng sau sinh, diễn viên ôm con sang Singapore đoàn tụ cùng chồng, bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ người. 16 tháng sống ở Singapore, Hoàng Anh cho biết có lúc áp lực vì trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Ban đầu diễn viên dự tính chỉ xa nhà vài tháng, tuy nhiên dịch bùng phát khiến cô kẹt lại. Trở ngại lớn của Hoàng Anh là chi phí đắt đỏ của Singapore, không có công việc mưu sinh ở nước ngoài, cô phải dùng đến tiền dành dụm bấy lâu. Phụ thuộc vào kinh tế của chồng, cô cũng không thuê vú em, tự chăm sóc con để tiết kiệm chi phí. Lúc ở trong nước, công việc của cô chủ yếu là đọc kịch bản, chuẩn bị quần áo để ghi hình, việc chăm con có thể nhờ gia đình phụ giúp. Sang Singapore, cô phải dậy từ 7 giờ sáng để chuẩn bị một ngày mới, xoay vòng từ chăm sóc con đến dọn dẹp, nấu nướng, đêm cô lại thức trông bé Max. Những lúc chồng con bị bệnh, cô chăm lo cho cả hai. Mỗi ngày cô chỉ có hơn 1 giờ đồng hồ tranh thủ khi con ngủ trưa để làm việc cá nhân như xem các chương trình yêu thích, đọc sách. Ban đầu, cô vốn không quen cuộc sống chỉ quanh quẩn ở nhà. Năm 2021, cô từng cho biết nhiều lúc khóc một mình vì 10 giờ đêm vẫn còn rửa bát. Khi Max đi học mẫu giáo, mọi thứ mới dần đi vào quỹ đạo. Cả hai cùng nỗ lực dung hòa những khác biệt khi sống chung. Hoàng Anh cho biết trước khi kết hôn, những chuyến đi du lịch ngắn ngày chưa đủ để làm phát sinh mâu thuẫn. Về sống chung, cô mới nhận ra cả hai cần học cách tôn trọng sở thích, thói quen của nhau. Chẳng hạn Jack muốn cô đi tập gym cùng để nâng cao sức khỏe. Hiểu ý tốt của chồng, cô sắp xếp nhưng đành bỏ cuộc vì bị cuốn vào nội trợ bỉm sữa. Cả hai trái ngược nhau trong quan điểm nuôi con. Cô theo lối truyền thống ở Việt Nam nên chăm sóc kỹ lưỡng. Mỗi lần tắm cho con, cô đóng cửa vì sợ bé nhiễm lạnh hay trúng gió. Còn anh chủ trương để con phát triển tự nhiên, không kiêng cữ. Cuối năm 2021, Hoàng Anh cùng con trai về nước vì muốn sống gần gia đình và tiếp tục theo đuổi hoạt động trong showbiz. Với cô, niềm đam mê nghề diễn chưa bao giờ vơi. Cô xem giai đoạn sống xa chồng là quãng thời gian để cả hai cân nhắc, gạt bỏ những mâu thuẫn vì lối sống khác biệt. Khi ấy, Hoàng Anh vẫn ấp ủ hy vọng Jack thu xếp công việc, về Việt Nam định cư để cả gia đình được sống cạnh nhau. Sau quyết định ly hôn, Hoàng Anh mong bản thân lẫn Jack đều có thể dành những điều tốt đẹp dành cho Max. Diễn viên cho biết, bé là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi. Tôi sẽ dành tất cả tình thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn như người.